ờ à, anh thái dương sao em không vô trong mà đứng ở đây ờ à, má của em sắp tới đây cái gì má của em à ờ à, má của em tới rồi hello má ừ Vậy là sao chứ? Em phải dùng email để gửi một ít hình Nhưng mà lại để quên laptop ở nhà Ờ à. Má, anh là bác sĩ Kim Thái Dương Dạ chào bác Đây là má của em Má Má phải đi về ừ? Sao lại về dù sao bác cũng đã tới Dạ phải đó má Ăn cơm xong rồi mới đi Xin mời bác vào trong ừ? Vào trong đi bác à, Đi đi má Đi ngừng xe lại dạ cứ đợi ở đây dạ chủ tịch ông à ông này nào tôi phải xức cái chai nào cái chai màu trắng đó cái này hả ông à ừ. có biết bữa nay tôi thấy ai không ai vậy má ruột của Thái Dương hả nhưng mà bà xã bà nhớ khuôn mặt của cổ sao đương nhiên với quan hệ giữa tôi và bà làm sao quên được hơn nữa bà rất là xinh đẹp gặp ở đâu bà xuất thân là y tá nhà má của bà cũng rất nghèo đúng không? rồi sao nữa? tôi nhìn thấy bà ở trong siêu thị từ đầu đến chân bốc mùi tiện rất là sang trọng. cô <laughs> sống tốt thì may mắn rồi. ơi quăng bỏ con của mình sống sung sướng vậy tốt gì? bà xã thật không biết bây giờ bà ở đâu à? tôi thấy má cũng hay thiệt bà nói với cháu mình là má nó đã chết rồi lại đi nói với má của đứa nhỏ là nó cũng chết bà đã nói chuyện với má nhìn thấy cổ rồi sao ra ăn cơm đi tôi có nấu canh thịt bò không thế nào mình đang nghĩ cái gì vậy không thế nào không giống không giống một chút nào hết rõ ràng là đã chết rồi bất luận là ông ấy hay là con mình cũng đều đã chết rồi mà giờ dạ, chỉ là tình cờ thôi, em nói chuyện lần này gặp mặt. Em thiệt là đã nhờ má của em đem laptop tới đây dùm cho em. Cho nên má tới đây chỉ là đưa laptop dùm cho em. mà nói đưa tới cho em rồi, thì má sẽ trở về ngay. Anh xin phép để tôi lấy một chút. Dạ. Anh đã biết rồi, anh đã nhận ra. giờ sao tới giờ mới vẫn chưa ra vậy? Bà nội Sao cháu lại ở đây Bà nói chuyện với cháu một chút đi Cháu làm gì vậy Bà nội à, qua đây một chút mà <laughs> cháu đang ăn với ai ờ, bà tới đây để gặp ai bà nhìn thấy cháu với má cháu vô đây cháu đang làm cái gì hả à, à, <laughs> chú tệch sao bà tới sớm vậy dạ xin chào chú À, rồi diện thôi cũng tới sao chuyện à, trưởng ông, xin chú giúp cháu lần này dẫn bà nội của cháu tôi thấy bít tết ở đây không ngon đi chỗ khác đi ờ à, vậy sao chú tệch cháu cũng về sớm một chút hẹn gặp lại sau. dạ xin chào chú Vậy làm sao Cảm ơn Dạ ờ, không có gì thưa bác Con bé đã đi đâu rồi ừ, Bác à Bác thật là đẹp à Cảm ơn cậu Ờ Tại cháu nhớ tới lời của Hữu Lợi thôi Cậu nói là mắt của cháu nhìn rất là giống mắt của bác mắt của cậu đẹp hơn mắt của tôi nhiều tôi cũng đã lớn tuổi rồi mà ờ. chúng ta gọi đồ ăn đi má má uống ly trà rồi sẽ đi ngay hai đứa cứ gọi đi ừ, bác ăn xong rồi hãy đi không cần tôi phải về nhà chuẩn bị cơm tối con sao vậy ờ, dạ ờ, dạ không gì má muốn ăn món gì ờ, nếu vậy thì Tụi cháu sẽ uống trà trước Đợi bác đi rồi tụi cháu sang sau Ừ vậy có được không Tôi muốn hỏi có một chuyện Tôi gọi điện thoại À không Tôi là thường dụ thôi tài Mừng, Và đối phương là có kim thần tinh Không phải khoan đẻ nhưng mà tại sao tôi lại... Tại sao chứ? Bất luận là thần tinh hay là lưu tinh, tại sao tôi lại phải gọi cho cô gái quay mùa đó? Tại sao? Lý do gì? Tại sao chứ? Vô đi. À, thần tinh... À, à, quên. Thần vụ, mẫu thiết kế bên Trung Quốc đặt hàng đã làm xong rồi. Anh cứ việc để ở đó. Dạ. À, dạ. Trên phòng chưa? Dạ từ vụ Chuyện lần trước Thế nào hả Dạ ờ, Thì là cái chuyện đó đó ờ, Chuyện quyền sở hữu mua điện thoại lần trước kìa Dạ từ vụ Đã tiến hình sản xuất lần thứ hai chưa ừ, Đã sản xuất đợt thứ ba rồi Hả Ok thôi được ra ngoài đi Cậu không về sao Đi ừ, lại tôi lên xin phép. Mau 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 mau, mau. Dạ. Oh <laughs> số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không có người nghe máy, xin để lại lời nhắn. Không nghe điện thoại. Sao vậy? Sao vậy chứ? Tại sao lại không nghe điện thoại? Một người quan trọng giống như mình. Hừm? Mình quan trọng hả? Tôi vẫn cứ tò mò. Người gần đây hữu lợi hẹn hò là người như thế nào? Dạ. Tụi con vẫn chưa chính thức hẹn hò mà má Bây giờ chỉ là trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi Chuyện này cũng không có gì gấp gáp hết Tục ngữ có một câu biết người biết mặt không thể nào biết lòng mà Hai đứa từ từ tìm hiểu cũng là tốt Dạ Hai đứa vẫn chưa chính thức thì cô không có gì để nói cháu không ngại bác cứ nói không cần đúng quan hệ giữa chúng ta có là gì sao má có thể dặn dò bác sĩ kim được chứ làm vậy là không được nhà của chúng tôi má sẽ không phản đối sự lựa chọn của con cái mình dạ tôi nghe nói cậu là một bác sĩ rất có năng lực à, dạ không có tướng mạo của cậu cũng khá lắm bác đã quá khen sự thật là vậy mà à. nhìn đôi mắt của cậu tôi thấy nhân phẩm của cậu rất tốt bác không cần phải khách sáo bất luận là ba nó hay là tôi chúng tôi nhất định sẽ đồng ý với người mà hữu lợi đã yêu thích tôi chỉ nói tới đây thôi bây giờ Tôi phải đi trước. Ờ, bộ má phải về hả? Má phải về thôi. Ừ, cảm ơn bác đã quá khen cháu. Hú lợi nhà tôi, phải nhờ hết nhau cậu. Dạ. Nhìn thấy mặt của bác sĩ Kim, hình như làm cho má của em giật mình luôn đó. Cái gì? Tại vì quá đẹp trai, nên làm cho má kinh ngạc. Không có. Nhìn rất giống một người mà trước đây má đã từng quen biết Bác nói cháu à Là ai vậy má Ông ấy đã qua đời con không biết đâu Má về trước đây các con cứ ăn ngon oh. mm. À, tụi con không tiện má nhờ Như vậy có sao không? Vậy mới khiến cho má thấy thoải mái hơn Anh thấy má của em thế nào? Rất là phong cách Wow, phong cách Má của em thích nhất là câu đó đó <laughs> à, Dạ nhìn bác rất đẹp ờ má mới đi đó mà đã về rồi à má không muốn ăn cho nên nói chuyện xong rồi thì đi về luôn má vẫn chưa ăn tối vợ con đâu ừ con mới nói chuyện điện thoại với cổ của nó sẽ về liền nó đi đâu vậy? Con cũng không được rõ lắm, sắp tới bữa ăn tối rồi còn chưa về à? Cô nói sẽ về liền. Má à hay là ăn cơm chung với tụi con? <laughs> Hả? Khoan đây. Cô ta không nghe điện thoại của mình Được lắm Hôm nay tôi cũng sẽ không có để ý tới cửa Ờ à, tối nhã Con đợi lâu rồi phải không Hôm nay má làm việc trễ lắm mới xong Nhưng mà chút xíu nữa Má nhất định sẽ về nhà một chuyến để thăm con Ừ, uhm. Được rồi, má đang về, con đừng lo no. Yes yeah. Làm rất tốt Chỉ mình cô coi thường thôi hay sao <laughs> uh. Tôi nhìn thấy cô cũng có thể coi như là không thấy hả Ơi, thiệt tình mà con đã về tới tối nay ba con có hẹn hả con không nghe ba nói con đứng thẳng lên coi coi Là sao vậy có chuyện gì dạ không có gì chị giúp việc canh sẽ cản nước đó Chị tắt bếp giùm dạ ờ em hả ông đang ở đâu ờ ờ bây giờ anh đang chuẩn bị về nhà đây Nè nè đi thôi Dạ 20 phút nữa anh về tới nhà 20 phút nữa thôi Ờ em biết Dạ đi đâu Thì về nhà phu nhân đang sống đó Dạ Ờ à, nè Anh sẽ gọi cho em sao nha Anh đang gấp lắm Hả à, dạ. Về nhà rồi hãy tính Về nhà trước đã Dạ Đừng có hỏi nhiều Chạy mau lên. Dạ, Chủ tịch. Anh wow. oh. 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 <laughs> à, giỏi thiệt đó. <laughs> phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. <laughs> Wow. <laughs> vô rồi, vô rồi oh, Ngã hết trơn, ngã hết oh. Ngã hết rồi, ngã hết rồi Yeah, yeah. Oh, Điện thoại của em đâu? Oh, anh chờ chút Điện thoại đâu? đã trễ quá rồi còn đi đâu nữa dạ con đi gặp hữu lợi hữu lợi nó nói có tài liệu quan trọng cần phải gửi nên nhờ con đem laptop tới cho nó vậy à ờ à, phải sao không gửi express cho nó nhanh mà còn đem đi chỉ vậy thôi sao dạ má hỏi vậy là ý gì ờ à, phải hữu bân hôm nay có mấy cặp phẫu thuật nên không có về được má Lúc nãy ở nhà hàng, con có gặp bà nội. Bà nói nhìn thấy hai mẹ con mình đi gặp mặt bác sĩ Kim. Nè em à. Hả? Em đã làm rớt điện thoại xuống đất rồi kìa. À, dạ. À đúng rồi. Lúc nãy, em có tới bệnh viện để đưa laptop cho Hữu Lợi. Đã gặp được người đó rồi Ờ Người đó là ai vậy? Bác sĩ Kim Thái Dương đó Người mà gần đây hữu lợi thường hay gặp Ờ Tình cờ gặp được phải không? Dạ ờ, Má à Hãy ăn thêm chút nữa đi má Vô tình thôi Má thấy không ngon miệng sao? Có cần con lấy cơm trái cho má hay không? <cười> 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 ờ anh muốn ăn chứ Không giống em chút nào sao lại như vậy Như thế nào mới là giống tôi Em đâu cần phải sa mặt khiêu khích má tới như vậy chứ Anh cảm thấy có chút không thoải mái Mai mối hôn nhân Không phải ông và má của mấy đứa trẻ đã từng như vậy à Em à Lúc cô ấy sinh đôi hai đứa nó thì đã qua đời Nhưng mà nếu cô sống tiếp Ông nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc sao? Rốt cuộc tại sao em lại như vậy? Tôi Cũng là một con người Hôn nhân có hữu lợi Tuyệt đối không thể tiến hành giống như má mong muốn Tại sao em không chịu? Là vì em muốn chống đối lại với má của anh à? Nếu ngay cả nhà su gia cũng là con nhà giàu Tới lúc đó má sẽ đối xử với tôi thế nào? bây giờ đã coi thường tôi như vậy ông không có nhìn thấy sao ông không thể tưởng tượng được là tôi đi con ngô. Mau tới cái nhà đó coi thử. Đến gặp má của nó. Làm nhanh giùm tôi. Ờ, chờ một lát. Nè con à. Ai gọi vậy? Không biết ai kiếm con thục nữa. Gì má? Có điện thoại nè con. Ai gọi? Má không biết. Cô nói là chuyển máy cho gặp má của bác sĩ Kim Thái Dương. Là ai vậy? Con nghe thì biết là ai chứ vậy? Ờ, à, tôi là má của bác sĩ Kim. Dạ, Tôi đang nghe đây. Cái gì? Muốn tới nhà của chúng tôi? Ờ à, nhưng xin hỏi bà là ai đây? Chuyện đó, sau khi gặp mặt tôi sẽ nói cho bà biết. Ngày mai tôi sẽ tới nhà của bà. Ờ à, nè. Ờ à, à, alo. Alo. gọi là ai? Họ nói gì vậy? Bà nói ngày mai tới nhà chúng ta để gặp mặt. Nè, có phải là người nhà của bệnh nhân bị phẫu thuật sai sót Bà ăn nói bậy bà không à Bác sĩ Kim nhà của mình là người giỏi mà Nếu là chuyện đó thì họ phải tới bệnh viện chứ Thôi vậy cho chuyện vậy Ai hả Sao con không hỏi là ai Hồi nãy con cũng hỏi đó Nhưng bà nói ngày mai sẽ tới rồi tự nhiên cúp máy luôn Là phụ nữ còn trẻ tuổi hả Không phải, không phải Tôi nghe giọng nói cũ hình như đã trung niên rồi Phải, là tuổi trung niên. Ôi trời! À, ha, 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 ha. Ôi con mèo thì treo cây cao. Có phải nó đang yêu người phụ nữ lớn tuổi? Bà Lan nói bị bạ gì nữa? Ôi trời ơi! Ngày mai tôi phải làm kim chi. Nếu có khách tới chơi thì phải làm. Ôi trời đất ơi nè! Con gái à! Khoảng mấy giờ thì tới vậy con? Là ai vậy chứ? Chuyện đó hả? Cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng không biết không để lại thông tin liên lạc hay là tin gì sao đâu có ừ, cái đó cháu thật sự là không có biết à, thôi được ừ, cháu không cần phải bận tâm cháu tắm rửa rồi ngủ sớm đi ừ. dạ à, dạ <laughs> sao mà có người đẹp trai đến như vậy chứ thiệt là giống như hai giọt nước <laughs> tướng mạo đẹp trai Đầu óc lại thông minh nữa. <laughs> bà hãy nghỉ ngơi sớm đi bà nội. Ừ, được, được, được. Ừ. <laughs> Alo, anh nghe đây, Hữu Lợi. Hôm nay anh thấy thế nào? Thấy cái gì? Má của em đó. Ồ, anh rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ thiệt à? Má của em rất đẹp, tướng mạo nhìn cũng rất là dịu dàng. tôi bộ tình cảm hai má con của em rất tốt. Anh ngưỡng mộ rất là nhiều mặt. Em... Thật ra có nhiều chuyện muốn nói thật với anh. Anh biết hết rồi. Biết rồi. Má của em cố tình. Tới đó để gặp mặt anh, có đúng vậy hay không? nè 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 hôm nay má đã gặp bác sĩ Kim rồi nè làm ơn đi ô cái thằng Khỉ này sao không thay đồ sao mà ngủ vậy mà không dậy đi vậy Kim thấy Dương Kim thấy Dương Kim thấy Dương làm ơn đừng để em nghe tên Kim thấy Dương được hay không hôm nay em làm bảy ca phẫu thuật mà sắp chết rồi nè Kim thấy Dương Kim thấy Dương Kim thấy Dương Ôi. Kim thấy Dương Dồi. Kim thấy Dương ờ. oh ra ngoài ra ngoài em làm gì vậy kim ừ, thái dương kim thái dương ra, ra ngoài Nha. kim thái dương à. 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 con ra ngoài con đi đâu vậy chỉ đi gặp cái anh kia rồi đang trong lúc bận rộn ê à, làm ơn dạ. bên này à, dạ tôi tới ngay <laughs> Bữa trưa muốn ăn gì đây Anh nói mạo đi Anh đã nói như thế nào Muốn ăn đứt hơi luôn hả Có muốn ăn cơm không Bây giờ em nuốt không vô Anh hãy màu nói đi à, Nhưng mà anh đói lắm à, Chị à Dạ Làm ơn cho một phần cơm gà Dạ được Sẽ có ngay à, Cảm ơn <laughs> màu nói đi Anh đã nói với má anh rồi hả <laughs> Anh đã uống một ly rượu trắng Uống ở nhà Ở bên ngoài Một mình Uống với ba Chỉ hai người Đúng vậy rồi sao nữa nói mau không phải anh đang nói hay sao đừng có ngắt lời anh à, em biết rồi biết rồi à, căng thẳng sao căng thẳng gì nè bà con chúc mừng ba ba sắp có cháu nữa rồi ôi à, anh điên hả em nói cái gì ờ à, đúng ha chuyện của chúng ta đúng là vậy làm ơn lấy lại tinh thần đi ờ à, rồi sao đó có bị chửi không anh có bị ba đánh không anh cũng đã lo lắng rất nhiều đó nhưng mà ba anh nói nói sao con trai con làm tốt lắm được cứ xin thêm ba đứa con trai ba đứa con gái nữa <laughs> có thiệt hay không rồi sau đó anh với ba anh hả uống say luôn mới về nhà rồi sao nữa ngày hôm sau tỉnh lại ba còn nói luôn cho tất cả người trong nhà nghe nói gì ờ ờ ờ để coi ba nói gì đây hay sao chuyện đó mạnh không nhớ à tóm lại à, em cứ đi massage và chuẩn bị sẵn sàng kết hôn em nôn nóng quá hả phải chờ chào hỏi mới được Hả? Chào hỏi Sao? Sao vậy? Tốt quá Thật là tốt quá <laughs> Miệng thì nói tốt nhưng mà mặt thì Vậy Chúng ta sẽ thực sự kết hôn sao? Hả? <laughs> rốt cuộc là ai muốn tới đây là ai chứ nè con à hình như có người tới ờ à, dạ ai đó Ở nè 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 bà đang làm cái gì đây vậy không nghe nói hôm nay nhà mình có khách thì sao là ai vậy con ờ à, tôi biết rồi bà nói là người hôm qua đã gọi điện thoại bây giờ đời. bà đang làm gì vậy mau thu dọn mấy cái thứ này mau Úi lên trời. dọn mau tôi biết rồi tôi biết xin chào à, à, cô đến đây có chuyện gì không trên phòng chuu trên phòng chu trên phòng chu dạ thường vụ party hả chuẩn bị party dạ ừ, chuẩn bị party gì thì là với bên trung quốc đó không phải đã sản xuất tới lần thứ ba rồi hay sao phải mở tiệc mới được party dạ ờ phải mở đương nhiên <cười> <cười> là ai vậy con cổ lại không nói gì con vừa nhìn đã biết rồi con biết hả là ai phim88.com xin hân hạnh giới thiệu à, đến các bạn à, bộ, bộ tôi phim xin này. hỏi cô, cô kiếm kiếm bác sĩ kiểm thấy Dương có chuyện gì vậy? Dạ, tôi sẽ nói chuyện với má của cậu ấy mà. Cô cứ nói chuyện với tôi cũng được. à, à xin mời bà uống một ly nước mát. Dạ được. bà là bà mai phải không à, cô cũng thiệt có mắt nhìn là mai mối thỉnh thoảng tôi cũng nhận được điện thoại nhưng người chưa nói gì hết đã đến thật là lần đầu tiên mới thấy hôm qua cũng đã nói rồi mà à, bà là bà nội có đúng không Đúng tôi là bà nội của bác sĩ Kim Thái Dương ờ, xin chào còn tôi là bà ngoại của nó cái bà này không lo làm kim chi đi chạy ra đây để làm gì tôi sẽ nói thẳng vô vấn đề chính luôn. à cô cứ việc nói với tôi. tôi là người có quyền quyết định tất cả. À, vậy à. con gái nhà ai? nếu nói về tiền thì ở hàn quốc này phải tính hết tòa nhà này tới tòa nhà khác mới được. giàu dữ vậy. nhà đó có rất nhiều tiền sao? nhiều chuyện. là nhà có đủ các yếu tố quan trọng luôn. nếu còn có yêu cầu gì xin cứ nói ra cô dâu có bệnh tật gì hay không Ê dạ, cái bà này không à. có tuyệt đối là không có bà đừng có Ồ, ngắt lời à. nữa mà Ồ, không có bệnh tật gì lại có cái gì đủ các yếu tố quan trọng rõ ràng là biết tình hình nhà chúng ta rồi con gái nhà giàu ôi nè nè thái dương sẽ không thích đâu có đúng hay không mời cô vô phòng của tôi nói chuyện riêng chút không cần đâu tôi cũng hơi bận danh tiếp của tôi phải đưa cho ai đây nếu như cô bận thì tôi nói đơn giản thôi cũng được. Có nhiều tiền đánh cách mấy đi nữa, tôi không muốn cháu giàu xấu quá. Chuyện gì? Sao má lại nhìn con? Cho dù không phải là một người đẹp, nhưng mà tôi hy vọng tất cả các phương diện không có được quá kém. Ít nhất thì về mặt học thức, cô cũng biết bác sĩ Kim nhà chúng tôi tốt nghiệp ở trường y tốt nhất của quốc gia đại học. Bà nội Tôi không phải là người mới vô nghề. Tôi phải coi thử tình hình của hai nhà sau đó mới tiến hành. Hôm nay tôi xin phép thất lễ. Bà cứ suy nghĩ thật kỹ. Nếu muốn nói chuyện riêng với tôi cứ gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi đi trước. Cho nên, bà tới để coi tình hình nhà chúng tôi phải không? Nói thật thì có hơi... Có thể cho tôi tấm danh thiếp hay không? Đưa cho tôi à. Dạ nè. Được Tôi sẽ liên lạc với bà Ồ. Oh. Ồ. Oh. Cô về cẩn thận Nè Nó đang làm cái trò gì vậy Trời, Cha người làm mẹ đương nhiên phải lo lắng chuyện hôn nhà của con cái Ôi, oh, là hết nói oh, yeah. chiếc xe coi cũng được quá chứ. Cô có được đứa con trai tài giỏi lắm. Cô chỉ cần chờ và hưởng phước thôi. À, 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 dạ, dạ, dạ. Cũng phải. Tôi đã cực khổ nuôi lớn nó mà. Tôi cũng muốn được hưởng phước lắm chứ. Đưa cái danh thiếp đưa cho má Má Mau đưa cho má, con không cần phải quan tâm